Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã ứng dụng thành công công nghệ vệ sinh cách điện lưới điện trung áp đang vận hành bằng nước áp lực cao, hay còn được gọi là vệ sinh cách điện hotline, giúp giảm tối đa chi phí, giảm tổn thất điện năng và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động. Vệ sinh cách điện hotline chính là vệ sinh cách điện lưới điện trung cao áp đang mang điện bằng nước áp lực cao. Loại nước này được các kỹ sư nghiên cứu làm sạch, tách bỏ hoàn toàn các tạp chất, khử ion để không còn khả năng dẫn điện. Về mặt thời gian, nếu vệ sinh theo cách truyền thống phải mất từ 2 tới 3 giờ đồng hồ mới xong cách điện trên một cột điện, thì vệ sinh cách điện hotline chỉ tốn không quá 3 phút một cột. Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có rất nhiều cột điện nằm rải rác ở các huyện, nên việc ứng dụng thành công công nghệ tiên tiến này có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói riêng và cả nước nói chung.